Chào các bạn. Như đã hẹn thì trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn có 3 bước thôi để giúp các bạn chấm dứt thất bại. Có 3 bước thôi chấm dứt thất bại. Cuộc sống này vốn dĩ rất đơn giản. Và chúng ta cùng đồng thuận với nhau rằng có phải là hễ những cái việc cực kỳ đơn giản trong cuộc sống này thì người khác mới có thể bắt chước được, mới có thể làm được. Và khi bạn làm một công việc nào đó mà người khác có thể dễ dàng bắt chước được thì bạn mới có thể tạo ra cái số đông để người ta có thể làm được theo bạn không? Thế thì người ta nói là quy trình để bạn kinh doanh, quy trình để bạn bán một sản phẩm nào đó, nó cứ càng đơn giản thì bạn càng kiến tạo thành công. Vậy trong chương trình này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn có 3 bước thôi. 3 bước thôi thì bạn sẽ chấm dứt hoàn toàn những cái thất bại mà lâu nay khiến bạn cứ loay hoay. Vậy thì các bạn hãy kiểm nghiệm lại trong cuộc sống của mình. Kiểm nghiệm lại trong cuộc sống của mình. Các bạn đã từng làm cho bao nhiêu nghề rồi? Các bạn đã từng làm cho bao nhiêu nghề trong cuộc sống cho đến ngày hôm nay rồi? Một cái nghiên cứu trung bình của một trường đại học của Mỹ, người ta chỉ ra rằng trong cuộc đời của mỗi một con người thì trung bình sẽ chuyển cái vị trí làm việc khoảng từ 6 đến 7 lần. Chuyển chỗ làm việc từ 6 đến 7 lần. Vậy thì cái câu chuyện bạn cũng đã từng chuyển việc từ 6 đến 7 lần hay là bạn đã chuyển việc nhiều hơn, nó không quan trọng. Và những cái điều đó nó không những thế, nó còn cung cấp một cái giá trị là nó để cho bạn có những cái trải nghiệm, nó để cho bạn những cái trải nghiệm để bạn tích lũy được những cái kinh nghiệm của cuộc sống. Và khi bạn tích lũy được những kinh nghiệm cuộc sống, bạn mới có những cái trang tiêu chuẩn để bạn đo lường để sau này gặp những cái công việc, gặp những cái dịch vụ, gặp những sản phẩm, gặp những cơ hội, bạn mới đánh giá được cái gì hơn cái gì hiệu quả và cái gì nó không hiệu quả. Và video này nó cực kỳ thiết thực, giá trị của các bạn, cho nên tôi muốn các bạn lại chia sẻ. Tôi muốn các bạn dành ra vài phút, 1-2 phút thôi, chia sẻ đến những người bạn của mình, chia sẻ đến những người đồng đội của mình, những người mà đang sát cánh cùng bạn kinh doanh vậy. Bởi vì tôi tin chắc rằng nếu như các bạn đã từng sát cánh bên nhau, các bạn đã từng rất là chăm chỉ, các bạn đã từng rất là nỗ lực đi tìm kiếm cái công cụ để thành công, nhưng cho đến giờ mà vẫn chưa thành công, thì hôm nay các bạn tìm thấy rồi. Hôm nay các bạn tìm thấy cái cách để làm thế nào chúng ta xoay chuyển hoàn toàn tình thế, xoay chuyển hoàn toàn, biến từ thất bại, từ thời điểm này nó sẽ bước sang trở thành thành công. Cho nên tôi mong muốn các bạn hãy chia sẻ video này, chia sẻ cái phần clip này đến những người bạn của mình nhé. Cảm ơn. Vâng, mời các bạn chia sẻ nữa đi ạ. Cảm ơn chị Loan Trinh đã chia sẻ. Và tôi mời các bạn nữa. Và các bạn hãy nghe thật kỹ những gì mà tôi chia sẻ trong ngày hôm nay. 2 ngày vừa qua, thứ Bảy và Chủ Nhật, tôi có một buổi huấn luyện về chinh phục mục tiêu 2020. Và ở trong buổi chinh phục đó, tôi huấn luyện mọi người thiết lập ra cái mục tiêu chiến lược kế hoạch của mình. Nó trước hết nó phải mang cái tính khả thi, đó là mỗi người thì có một cái hoàn cảnh, có một cái điều kiện, có một cái năng lực khác nhau. Vậy thì thiết kế mục tiêu như thế nào để nó phù hợp với điều kiện của từng người, năng lực của từng người, rồi bối cảnh, môi trường của từng người. Cái điều quan trọng là điều đầu tiên như vậy, phải khả thi. Cái điều thứ hai, nó phải rất là dễ dàng hành động cho họ để tạo ra được thành công.
khả thi rồi mà lại không dễ dàng để thành công, để hành động thì cũng không thể nào mà làm được. Vậy thì trong 2 ngày đó tôi đã huấn luyện các học viên tham gia chương trình, lên kế hoạch khả thi, chỉ ra các bước hành động, chỉ ra các bước hành động, 1 năm bạn hành động như thế nào, rồi sau đó 6 tháng bạn hành động như thế nào, 1 tháng bạn hành động như thế nào, 1 tuần bạn hành động như thế nào, trong 1 ngày bạn hành động như thế nào, rồi trong từng phút bạn hành động như thế nào. Và nó cứ như vậy thôi là bạn thành công. Bởi vì các bạn có đồng thuận với tôi rằng này, ngày nào nếu là những người đi làm thì ngày nào các bạn cũng phải ra đường không? Ngày nào các bạn cũng phải đến doanh nghiệp của mình, ngày nào các bạn cũng phải đến cơ quan của mình. Và khi đến cơ quan của mình, đến doanh nghiệp của mình rồi, đến nhà máy xí nghiệp của mình rồi, thì bạn bắt đầu phải giao tiếp. Bạn bắt đầu phải giao tiếp. Bên cạnh bạn việc làm việc với máy móc, các cái thiết bị để hỗ trợ làm việc hiệu quả, thì bạn bắt đầu phải giao tiếp. Vậy ngày nào thì bạn cũng giao tiếp với vài người. Nhưng cái đơn giản là trong cái giao tiếp đó, cái kỹ năng, khả năng giao tiếp, bạn giao tiếp gì, bạn giao tiếp như thế nào, trong cái ngôn ngữ truyền thông với nhau, bạn nói gì. Thế và chỉ cần bạn thay đổi cái điều đó thôi thì đã kiến tạo ra hiệu quả. Và nhiều lần kiến tạo hiệu quả như vậy thì bạn sẽ thành công. Rồi, cảm ơn bạn Tiểu Thương. Ngày hôm qua, các bạn nào mà đã tham gia 2 ngày huấn luyện của tôi thì các bạn có thể lên tiếng một vài cái điều chia sẻ với các bạn. Những người mà luôn luôn khao khát tìm kiếm thành công, chấm dứt thất bại, nhưng mà cứ ngồi lưỡng lự một chỗ, để cứ luôn luôn hỏi mình, không biết mình có nên đi hay không đi, không biết mình có nên làm hay không làm, không biết mình có nên học hay không học. Thế thì những người bạn nào hôm qua đã tham gia cái buổi huấn luyện 2 ngày của tôi về chinh phục mục tiêu 2020 thì các bạn có thể lên tiếng cái buổi hôm qua nó như thế nào, và các bạn đã nhận được giá trị gì, và nó giúp các bạn như thế nào. Bởi vì trong chúng ta, tôi hiểu rằng nếu chúng ta không thể hiểu được về cái sự vận động trong bộ não của mình là 1, cái sự vận động trong việc ý thức tiềm thức của mình là 2, những cái nguyên lý của con người là 3, thế thì bạn sẽ không hiểu tại sao bạn lại đang suy nghĩ như vậy, bạn sẽ không hiểu tại sao bạn lại ngại ngần như vậy, bạn sẽ không hiểu tại sao bạn lại đắn đo như vậy, bạn sẽ không hiểu tại sao bạn lại sợ hãi như vậy, không hiểu tại sao bạn lại so đo như vậy, và bạn ra cái quyết định như vậy, bạn lại có cái tư duy như vậy. Và chính những điều đó, nó khiến bạn thất bại. Tôi vẫn thường hỏi học viên của mình, hay là tôi có thể hỏi ngay các bạn đang xem live stream này. Trước khi bước vào cái phần chính của nội dung này, các bạn có muốn biết là các bạn tư duy một cách sáng suốt như thế nào không? Trong suốt cái phần đời vừa qua của các bạn không? Các bạn đã học được rất nhiều thứ. Nào thì các bạn học ở trường đại học, nào thì các bạn bắt đầu ra đời kinh doanh, các bạn bắt đầu trải qua rất nhiều các môi trường kinh doanh rồi các vị trí khác nhau. Các bạn đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, rất nhiều trình độ, rồi rất nhiều kiến thức khác nhau. Vậy thì các bạn có muốn biết các bạn đã tư duy sáng suốt như thế nào trong thời gian vừa qua không? Đấy là nhá, điều số 1. Các bạn có muốn biết chính xác các bạn tư duy sáng suốt như thế nào trong thời gian vừa qua không? Đấy là thứ nhất. Các bạn có muốn biết các bạn đã từng quyết định thông minh như thế nào trong thời gian qua không? Các bạn đã từng quyết định rất nhiều rồi. Quyết định mình làm việc này, quyết định mình làm việc kia, quyết định mình học cái này, quyết định mình học cái kia, quyết định mình hợp tác với người này, quyết định hợp tác với người kia, quyết định mở cửa hàng này, quyết định mở cửa hàng kia, quyết định ra mô hình kinh doanh này, tham gia mô hình kinh doanh này, tham gia mô hình kinh doanh kia. Thì tổng hợp tất cả các quyết định đấy, thì các bạn có muốn biết là mình đã từng quyết định thông minh như thế nào không? Rồi, các bạn có muốn biết là mình đang làm việc một cách hiệu quả như thế nào không?
Thì cách duy nhất, cái thang đo chính xác nhất là các bạn hãy nhìn vào cái kết quả mà các bạn đang hưởng. Nhìn vào kết quả các bạn đang hưởng. Đấy là câu trả lời chính xác nhất về các bạn đã tư duy sáng suốt như thế nào. Các bạn đã quyết định thông minh như thế nào. Và các bạn đang hành động hiệu quả như thế nào. Đấy, muốn biết các bạn tư duy sáng suốt như thế nào, quyết định thông minh như thế nào, làm việc hiệu quả như thế nào, thì nhìn vào kết quả các bạn đang hưởng. Đấy là câu trả lời chính xác nhất cho các bạn. Và nếu như cái kết quả của các bạn hiện nay nó không như mong muốn, thì đã đến lúc các bạn nghĩ rằng mình cần phải thay đổi chưa? Hay các bạn cứ muốn tiếp tục cái điều này? Và nếu các bạn còn tiếp tục cái điều này, thì lại có một câu nói rất hay của những nhà huấn luyện đây. Nếu bạn không thực hiện một kế hoạch để mang lại thành công, thì chắc chắn bạn đang thực hiện một kế hoạch để mang đến thất bại cho mình. Chắc chắn luôn, chính xác tuyệt đối luôn. Nếu bạn đang không thực hiện kế hoạch để mang lại thành công cho mình, thì chắc chắn bạn đang thực hiện kế hoạch để thất bại. Thì bây giờ có một câu hỏi với của bạn rằng, sao lại thế được? Tôi đang làm để kiến tạo thành công chứ, chứ sao mà tôi lại làm để tôi tạo ra thất bại là thế nào? Nào, câu hỏi rất là hay. Vậy thì cái câu trả lời đã có đây. Vậy thì hãy cứ nhìn vào kết quả của bạn. Bạn đã làm công việc này bao nhiêu lâu rồi? Nó bao nhiêu lâu rồi? Và khi bắt tay vào làm, thì bạn mong cái kết quả mang lại như thế nào? Mong lại cho bạn một cái thu nhập nó như thế nào? Mong mang lại cho bạn đến cái thời điểm nào nó sẽ thành công mà bây giờ nó vẫn chưa xảy ra? Thì như vậy có phải là bạn đang hành động để thất bại không? Không thành công thì nghĩa là thất bại rồi. Đấy là cái câu trả lời nó chính xác nhất. Thế rồi gì? Người thành công người ta cũng nói rằng, nếu các bạn cứ sẽ tiếp tục lặp đi lặp lại cái việc mà bạn vẫn làm, thì bạn sẽ nhận lại được đúng cái kết quả như vậy. Cuộc sống này nó đơn giản như vậy thôi các bạn. Nó có gì là phức tạp đâu. Các bạn cứ nhìn vào kết quả của mình, nhìn vào kết quả hiện tại của mình, và mình truy ngược lại. Đấy là những cái thứ mà mình tạo ra đấy. Đấy là cái tư duy của mình đã tạo ra nó. Đấy là quyết định của mình đã tạo ra nó. Đấy là hành động của mình đã tạo ra nó. Nào, và bây giờ chúng ta bắt đầu vào chủ đề chính này. Đã bao giờ bạn lên, bạn gọi xe taxi, rồi bạn lên xe taxi, thế rồi người lái xe taxi sẽ hỏi bạn rằng, thưa anh đi đâu? Và bạn bảo rằng tôi không biết, anh cứ đi đi. Và người lái taxi cứ thế mà chở bạn đi. Bạn đi suốt từ sáng đến chiều. Rồi bỗng chợt giật mình, bạn hỏi bạn, bạn đang đi đâu đây? Rồi bạn cũng không tự trả lời cho mình được là, mình đi đâu đây nhỉ? Bạn không trả lời được mình đi đâu đây nhỉ? Và cuối cùng bạn vẫy anh taxi là cho tôi xuống. Và sau đó thì bạn xuống xe. Điều đầu tiên nó sẽ xảy ra chuyện gì các bạn? Điều đầu tiên nó sẽ xảy ra là anh lái xe taxi sẽ thông báo cho bạn một cái mức cước phí. Và mức cước phí này nó độ khoảng 3 triệu đồng. Bạn giật mình táng hoảng, bạn bảo trời anh, tôi rời nhà chỗ này và bây giờ anh trả tôi chỗ này, cách nhà tôi có 300 mét thôi, vì sao mà tôi lại phải trả anh những 3 triệu tiền taxi vậy?
Vậy thì lúc này người taxi bắt đầu mới trả lời bạn rằng, nếu ngay từ đầu mà anh nói cho tôi biết rằng anh đi từ nhà anh đến chỗ này thì anh chỉ mất có 30.000 thôi. 30.000 thôi. Nhưng bởi vì anh chẳng nói cho tôi đi đâu cả, và chúng ta cứ đi thôi, chúng ta đi hết một ngày. Và bây giờ thì anh nhìn đồng hồ này, và kim đồng hồ chỉ ra rằng là hơn 3 triệu tiền cước taxi, thì anh sẽ trả thôi. Thế thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi bạn móc 3 triệu tiền để trả taxi trong khi bạn đi một ngày mà không biết là mình đi đâu, mình làm gì? Cuộc đời này cũng vậy các bạn. Cuộc đời này các bạn, nếu tại thời điểm này, đến tại thời điểm này, và kể cả sau này đi chăng nữa, mà bạn không biết xác định là mình sẽ đi đâu, thì cái giá trong cuộc đời sẽ phải trả là tuổi trẻ của bạn. Tuổi trẻ của bạn sẽ đi qua mà không đạt được một kết quả gì cả. Thời gian của bạn sẽ đi qua, sẽ hết mà bạn không đạt được điều gì cả. Sức khỏe của bạn cũng đi qua, bạn cũng không kiến tạo ra điều gì cả. Rồi tất cả các nguồn lực của bạn, bạn tạo ra trong cuộc sống, nhưng bạn cũng không có một cái mục tiêu nào cả, thì bạn cũng lại ném hết, tiêu hết mà thôi. Bởi vì bạn chẳng có một mục tiêu nào cả. Còn như anh taxi vừa nói đấy, nếu bạn có một cái mục tiêu đi từ nhà bạn ra cái chỗ chỉ cách 300 mét này, ngay từ đầu, thì bạn chỉ mất có 30.000 tiền taxi thôi mà. Còn bởi vì là bạn không biết, bạn không xác định được, cho nên bạn mất 3 triệu. Cái sự trả phí, trả giá cho cuộc đời cũng tương ứng như vậy. Nếu bạn không biết mình bắt đầu đi đâu, làm gì, thì cái giá phải trả cho cuộc đời bạn, nghĩa là tuổi trẻ, thời gian, sức khỏe và những cái tiền vốn. Bạn hãy hình dung điều này. Hình dung điều này. Nếu như sáng nào bạn trở dậy, sáng nào bạn trở dậy, trong tài khoản bạn cũng hiện lên là 84.000 đô la Mỹ. Cứ sáng dậy là tài khoản bạn, tài khoản ngân hàng của bạn sẽ hiện lên 84.000 đô la Mỹ. Và ngân hàng yêu cầu bạn phải tiêu hết. Nếu không tiêu hết thì buổi tối ngân hàng sẽ trừ sạch số tiền đó. Bạn còn dư bao nhiêu, ngân hàng cũng trừ sạch số tiền đó, mà bạn không được tích lũy vào ngày hôm sau. Không bao giờ được tích lũy, số dư đó sẽ bị trừ sạch. Ngày hôm sau ngân hàng lại phát cho bạn 84.000 đô la Mỹ. Vậy thì trong một ngày bạn sẽ tiêu 84.000 đô la Mỹ đấy như thế nào? Bạn sẽ tiêu vào việc gì? Một là bạn sẽ không tiêu hết, không có kỹ năng để tiêu hết. Hai là bạn sẽ tiêu vào những cái việc gì đó mà khả năng của bạn có thể nghĩ ra là tiêu được. Và tất nhiên rồi, khi có 84.000 đô la Mỹ trong tài khoản của bạn mỗi ngày, thì bạn sẽ liên tục nghĩ cách để làm sao mà để tiêu bằng sạch số tiền đó, để cho bạn có một cuộc sống giá trị nhất bằng cái số tiền đó. Đúng không nào các bạn? Khi có 84.000 đô la Mỹ trong tài khoản và ngân hàng ấn định cho bạn là phải tiêu hết trong ngày, thì bạn sẽ phải tìm những dịch vụ thượng hạng nhất, tìm những sản phẩm thượng hạng nhất để bạn được trải nghiệm, đúng không nào? Để cho đỡ lãng phí số tiền đó. Bởi vì số tiền đó đến tối là bị trừ sạch. Bạn sẽ vô cùng, bạn sẽ nghĩ cách để làm sao đó để mình được trải nghiệm cuộc sống ngoại hạng nhất. Và bây giờ bạn hãy ứng vào cuộc đời bạn đây. Ngày nào ngân hàng thời gian, ngày nào ngân hàng thời gian cũng gửi vào tài khoản của bạn, tài khoản của cuộc đời bạn 84.000 phút, 84.000 giây, 84.000 giây. Ngày nào ngân hàng thời gian cũng gửi vào tài khoản của bạn 84.000 giây. Và bạn đã tiêu cái 84.000 giây đấy như thế nào của một ngày? Bởi vì đến tối thì ngân hàng thời gian đó trừ sạch khoản của bạn rồi.
cuộc đời của bạn đó. Ngày nào bạn cũng được phát 84.000 giây để bạn sử dụng. Mà người ta nói là thời giờ là vàng bạc. Thời giờ là vàng bạc đấy. Số thời gian đó là vàng bạc. Vậy bạn đã sử dụng số thời gian vàng bạc đấy như thế nào? Được rồi. Bạn Hậu Nguyễn, bạn nói rằng là em sẽ có nhiều cách để tiêu hết cái số tiền đó trong ngày lắm luôn. Thì đấy là chính là cái số thời 84.000 phút. Bây giờ bạn nghĩ thế nào để tiêu hết đi. Bạn sẽ xin lỗi các bạn. Nào, bạn Hậu Nguyễn, Nguyễn Hậu, bạn sẽ tiêu vào việc gì 84.000 phút trong ngày của bạn nào? Bạn có dám liệt kê với tôi không? Bạn liệt kê ra đi. Sáng 5:30 bạn bắt đầu dậy, bạn làm gì nào? Bạn bắt đầu liệt kê cho tôi đi. 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 giờ tối, 11 giờ đêm. 84.000 phút đấy bạn. Bạn tiêu như thế nào? Bạn có liệt kê ra cho tất cả mọi người cùng biết được không? Và khi bạn liệt kê ra, hay bất kỳ chúng ta trong số này liệt kê ra, chúng ta đều biết rằng chúng ta đã tiêu thời gian như thế nào. Chúng ta đã sẽ sử dụng thời gian hiệu quả như thế nào. Và cái việc bạn tiêu thời gian, sử dụng thời gian hiệu quả đấy, nó sẽ mang lại một kết quả mà bạn đang hưởng. Như thế đấy các bạn. Các bạn có thấy là cuộc sống này đơn giản không? Quá đơn giản. Chúng ta tiêu thời gian như thế nào thì sẽ mang lại kết quả của chúng ta như vậy. Cho nên bây giờ là chủ đề chính. Những gì mà chúng ta thất bại từ xưa đến nay không quan trọng nữa, bởi vì chuyện đã xảy ra rồi. Và ta sẽ coi cái điều đó nó là một bài học. Một bài học đầy giá trị, những cái kinh nghiệm quý, những cái trải nghiệm quý, những tri thức quý để ta đã đưa vào trong mình rồi. Nó trở thành những cái chất liệu và dữ liệu để ta có thể tính toán, để kiến tạo ra những cái tương lai thành công trong bước đường tới, đó là năm 2020. Nhưng bây giờ, để kiến tạo thành công từ năm 2020 thì nó có 3 bước thôi. 3 bước. Bước đầu tiên của bạn phải xác định rõ bạn muốn gì. Điều đầu tiên bạn phải xác định mục tiêu là bạn muốn gì. Muốn gì vào kết thúc năm 2020? Một con số rõ ràng. Giống như câu chuyện bạn đi taxi vừa rồi, bạn phải biết là bạn đến đâu. Đến đúng cái số nhà nào, đến đúng cái địa chỉ nào. Thì cái mục tiêu của bạn kết thúc vào năm 2020, bạn muốn, nếu là thu nhập thì nó là một con số là bao nhiêu? Nếu nó là một vị trí công tác thì đó là vị trí gì? Bạn có muốn nó không? Bạn phải biết rõ nó là gì đã. Điều đầu tiên phải, cái yêu cầu đầu tiên trong 3 bước để chấm dứt thất bại của bạn. Thì điều đầu tiên bạn phải biết mình muốn gì đã. Đó là bạn biết cái mục tiêu năm 2020. Bạn muốn đạt được kết quả gì? Và nếu nghĩ dài hơn nữa thì có thể là 3 năm tới, 5 năm tới, hay là cuộc đời này bạn muốn trở thành người như thế nào? Có gì trong cuộc đời này? Điều đầu tiên bạn phải xác định rõ được điều đó là. Đấy là bước thứ nhất. Bước thứ hai, bạn phải có một kế hoạch. Bạn phải có một kế hoạch. Và kế hoạch đó chắc chắn mang lại thành công cho bạn. Kế hoạch đó chắc chắn mang lại thành công cho bạn. Thì kế hoạch đó đảm bảo những cái tính gì? Đảm bảo tính khả thi. Đảm bảo nó có thể đo lường được. Đảm bảo rằng nó phù hợp với bạn. Và đảm bảo rằng nó sẽ đạt được cái kết quả mà bạn mong muốn. Đấy là một kế hoạch. Thì tôi nhắc lại cái câu, nếu bạn không có một cái kế hoạch để bạn kiến tạo thành công, thì hiện tại bạn vẫn đang làm kế hoạch để khiến bạn thất bại. Bằng chứng là bạn đã tốn bao nhiêu thời gian rồi, bạn đã tốn bao nhiêu công sức rồi, bạn đã tốn bao nhiêu tiền của rồi, bạn đã tốn bao nhiêu cốc cà phê rồi, thời gian ngồi để đàm phán rồi thương thuyết rồi bán hàng rồi nhiều thứ rồi, mà bây giờ kết quả nó vẫn cứ trì trệ, nó vẫn loay hoay như vậy. Thì bạn phải có một cái kế hoạch. Một cái kế hoạch đó nó phải chắc chắn. Chắc chắn chỉ ra cho bạn là bạn hành động như thế, trong khả năng của bạn như thế,
và đạt được kết quả của bạn mong muốn như vậy, bạn phải có một kế hoạch thành công. Và đương nhiên rồi, cái kế hoạch thành công là một kế hoạch như thế nào? Nó phải có công thức bí quyết để nó chỉ rõ cho bạn. Bạn chỉ cần làm như vậy thôi là chắc chắn thành công. Làm như vậy là làm như thế nào? Là bạn cũng chỉ cần ra ngoài như mọi ngày thôi, bạn cũng chỉ cần gặp bằng ấy số người thôi, và bạn làm theo cái cách mà cái kế hoạch đó, chiến lược đó, công thức đó nó chỉ cho bạn. Tức là bạn sẽ hành động theo cái cách đấy, theo cái khung khổ đó, theo cái chuẩn mực đó, theo cái quy trình đó, theo cái ngôn ngữ đó, theo cái thái độ đó, thì bạn sẽ thành công. Một cái kế hoạch nó chỉ rõ cho bạn như vậy, và bạn chỉ cần điều chỉnh mình đáp ứng những cái khung khổ, khung mẫu trong kế hoạch đó thôi là bạn thành công. Đấy là điều thứ hai. Điều thứ ba là bạn phải hành động. Khi đã có một kế hoạch rõ ràng rồi, và kế hoạch đó nó đã chỉ cho bạn chỉ cần làm theo đúng năng lực của bạn thôi là bạn thành công, thì bước thứ ba đấy là bạn phải hành động. Nếu không hành động, không có chuyện gì xảy ra cả. Không hành động không chỉ. Và tôi nhắc lại, có 3 bước thôi để bạn chấm dứt thất bại. Tôi cam kết bạn sẽ chấm dứt thất bại ngay lập tức. Bước số 1, bạn phải xác định mục tiêu bạn muốn gì một cách rất cụ thể. Đó là một con số. Nếu là thu nhập thì đó là con số là bao nhiêu trăm triệu hay bao nhiêu tỷ đồng. Nếu là một vị trí thì nó là phó phòng, trưởng phòng, phó giám đốc hay là giám đốc. Nếu là một xây dựng một đội nhóm thì nó là phải bao nhiêu nhân viên. Nếu như là thúc đẩy doanh số thì nó là phải doanh số, nó là con số bao nhiêu. Điều đầu tiên bạn phải xác định được điều đó. Điều thứ hai, bạn phải có một kế hoạch rõ ràng. Và làm thế nào để có một kế hoạch rõ ràng? Thì nghĩa là lúc này bạn không biết, thì nghĩa là bạn phải đi tìm, bạn phải đi học. Bởi vì đây là những bước để bạn làm tạo ra thất bại, tạo ra thành công. Cho nên bạn phải đi tìm chứ không thể nào mà. Thế nhưng bây giờ tôi làm thế nào để tôi có thể có một kế hoạch thành công? Bởi vì để có cái kế hoạch thành công như vậy thì bạn phải đi học. Một ví dụ rất hay phải không ạ? Vừa rồi có một chị đánh giày, tôi đang live stream và chị bảo chị mời tôi đánh giày. Câu chuyện này nó rất hay. Nào, đã bao lần các bạn đừng cười chuyện này nhé. Bởi vì chính các bạn có thể đang vướng vào chuyện này mà các bạn không hình dung ra, không biết được. Thế này này, đã bao nhiêu lần các bạn ngồi nói chuyện với khách hàng của mình, bán hàng, mời hợp tác, thế rồi cuối cùng thì khách hàng từ chối bạn, thì nó chẳng khác gì cái chị mà chị đánh giày nữa. Bởi vì chị ấy không biết rằng là tôi đang làm gì, chị chẳng quan sát, chị không có năng lực để quan sát tôi đang làm gì, và chị vào đây chị quấy cái điều đấy. Thế thì nếu như bạn bán hàng, cơ hội kinh doanh với khách hàng của mình, vì sao họ lại không đồng ý vậy? Bởi vì bạn đã không hiểu họ nghĩ gì trong đầu. Bạn đã không đọc được vị người đang nói chuyện với mình như thế nào, họ đang thích mình hay đang chán lắm rồi. Bởi vì bạn không có năng lực để đoán định được điều đó, không có năng lực để đọc vị suy nghĩ của họ, đọc vị hành vi, đọc vị tính cách, đọc vị ngôn ngữ của họ, đọc vị thái độ của họ, thì là bạn sai thôi. Thì cái năng lực đó thì nó cũng giống như là chị vừa rồi. Đấy, nhân một cái câu chuyện thường tình nó xảy ra thì tôi có thể lắp vào cái chuyện này ngay lập tức. Nó không khác gì các bạn là bạn không có cái năng lực để đi giao tiếp, đi bán hàng, nhưng bạn cứ lao ra ngoài và gặp thất bại triền miên. Hạn hữu lắm thì bạn bắt đầu mới có một ai đó đồng ý. Bạn Tống Hồng Loan, em muốn học lớp này tại Sài Gòn, cho xin lịch học. Ok. Trong tháng 12 thì tôi sẽ thiết kế cái lịch học của hai khóa. Một là khóa 6 ngày, khóa NLP, mà tôi lấy cái tiêu đề khóa đấy là thiết kế lại tương lai của chính bạn. Khóa 6 ngày, khóa chuyên sâu NLP của ABNB Hoa Kỳ. Và khóa thứ hai là chinh phục mục tiêu. Chinh phục mục tiêu. Có thể tổ chức một ngày hoặc hai ngày, tôi sẽ cân đối tình hình, nhưng chắc chắn sẽ tổ chức trong
trong Sài Gòn vào tháng 12. Thì các bạn trong Sài Gòn thì các bạn sẽ đăng ký ở đây. Các bạn sẽ đăng ký ở đây thì lực lượng hỗ trợ của tôi sẽ kết nối với các bạn trong Sài Gòn để xem các bạn có nhu cầu học cái khóa học nào, thì tôi sẽ tổ chức trong Sài Gòn khóa học đấy vào tháng 12. Còn tròn trịa tháng 11 này thì tôi đã ở Hà Nội này rồi. Ở Hà Nội này thì khóa Hà Nội là MP Break trong tuần sau nữa thôi. Và tiếp theo đó là chương trình MP Master rồi. Ở đây thì bạn Nguyễn Hải Nhiên của tôi, bạn sẽ là đại diện trong Sài Gòn, cho nên các bạn cũng sẽ kết nối với bạn Nguyễn Hải Nhiên cũng được. Hoặc là các bạn có thể kết nối ở đây là tôi muốn tham gia cái khóa học NLP 6 ngày, hoặc là tôi muốn tham gia cái khóa chinh phục mục tiêu. Thì biết rõ như vậy đi. Ví dụ như bạn ghi chữ là NLP và số điện thoại của bạn, hoặc là bạn ghi là mục tiêu và số điện thoại của bạn, thì chúng tôi sẽ nhận rõ ra là bạn muốn có nhu cầu tham gia khóa học nào. Vậy thì ngày hôm qua, 2 ngày tôi huấn luyện về chinh phục mục tiêu, tôi đã huấn luyện mọi người cái gì? Mà các bạn xem status của cảm nhận của những mọi người mà khóa học họ chia sẻ lại đấy, thì họ thấy rằng là chưa bao giờ họ cảm thấy cái kế hoạch chiến lược của họ rõ ràng như thế này, và chưa bao giờ họ cảm thấy tự tin để hoàn thành nó như thế này. Bởi vì cái huấn luyện của tôi đã chỉ ra cho bạn, cho họ làm được 1 năm thì bạn làm gì, 6 tháng bạn làm gì, 3 tháng bạn làm gì, 1 tuần bạn làm gì, 1 ngày bạn làm gì, và 1 phút bạn làm gì. Và rồi cái cách thức để bạn tập trung vào mục tiêu của bạn như thế nào, để không bạn không bao giờ lãng phí một giây nào. Không lãng phí một giây nào. Và bạn hãy thử hình dung, Nếu như bạn có cái năng lực, để bạn có thể tập trung vào, và bạn biết rằng là khi đã tập trung vào là bạn tạo ra cái kết quả đúng như mong muốn, thì tôi tin rằng là bạn sẽ không bao giờ bạn lãng phí một giây nào đâu. Bởi vì cái mà làm cho chúng ta ham hố, có động lực nhất là mục tiêu. Bởi vì mà chúng ta biết chắc là nếu mà làm là ra kết quả đúng như vậy thì chúng ta ham hố vô cùng. Nhưng mà tại sao chúng ta lại trì hoãn, tại sao chúng ta lại sợ hãi vậy? Là bởi vì cái năng lực của chúng ta không đáp ứng được cái yêu cầu công việc đó. Nên chúng ta vừa làm chúng ta vừa sợ, chúng ta vừa làm chúng ta vừa lo lắng, chúng ta vừa làm chúng ta vừa nghi ngờ chính mình, cho nên chúng ta mới ngại. Chúng ta mới ngại. Còn nếu mà chúng ta mà lại có đủ năng lực để làm thì chẳng có gì là ngại cả. Bởi vì bạn biết là ra đường là lấy được tiền, ngồi với khách là lấy được tiền, ngồi với khách là chốt được hợp đồng, ngồi với đối tác là có thể kết hợp được làm ăn với nhau. Thế thì bạn có ngại không? Không còn ngại gì đâu. Không có ngại gì cả. Nhưng bởi vì là tại sao bạn trì hoãn, tại sao bạn băn khoăn, tại sao bạn sợ hãi? Không phải là bạn lười, không phải là bạn kém thông minh, không phải đâu. Là bởi vì bạn chưa học cái thứ bạn cần học, bạn chưa biết cái thứ bạn cần phải biết để bạn làm tạo ra hiệu quả đúng như bạn mong muốn mà thôi. Cho nên muốn biết thì bạn phải đi học. Các bạn có thấy rằng chúng ta đã rất chăm chỉ học, rất chăm chỉ học và đi đúng quy trình quỹ đạo phát triển của chúng ta từ lớp 1 cho đến hết đại học không? Chúng ta đã rất chăm chỉ. Chúng ta học mẫu giáo lớp 1, lớp 2, cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi đại học. Đó, chúng ta đã đầu tư chăm chỉ vào phát triển bản thân. Như vậy đấy. Thế sau đó rồi thì chúng ta bắt đầu ra ngoài làm việc. Chúng ta bắt đầu vào cơ quan, vào nhà máy, vào xí nghiệp, rồi vào kinh doanh. Từ đó giờ đi là chúng ta bắt đầu không chịu học nữa. Không chịu học cái thứ phải học nữa. Cho nên là chúng ta học đến đâu, ta biết đến đâu, thì ta đã làm đến đó. Và cái ngưỡng hiểu biết của chúng ta, cái ngưỡng năng lực của chúng ta đã đến chạm ngưỡng hết rồi. Không còn gì nữa. Tức là cái điều gì mà bạn biết, bạn đã làm hết rồi. Còn nếu bạn biết dư nữa thì bạn đã tạo ra một kết quả khác rồi. Nhưng bởi vì bạn đã không biết được cái thứ mà bạn cần phải biết để tạo ra kết quả như bạn mong muốn, cho nên bạn mới chịu cái kết quả hiện tại. Các bạn hãy ngẫm về điều này có đúng không ạ? Hãy ngẫm về điều này đi ạ. Cho nên cái cách để chấm dứt thất bại thì tôi chia sẻ với bạn có 3 cách vừa rồi thôi. Và các bạn buộc phải đến những cái nơi mà có thể giúp bạn, chính xác là giúp bạn chấm dứt thất bại. Nếu không thì bạn sẽ tiếp tục hành động để tạo ra thất bại tiếp theo đấy vào năm 2020. Và thời gian là bạn sử dụng thời gian sẽ lãng phí. Giờ cũng đang chăm tôi chưa hiểu ý kiến của bạn Hiền Cát Tường. Rồi bây giờ thì
À, tôi sẽ dành một thời gian thích đáng để chia sẻ với các bạn bất kỳ điều gì mà chúng ta có thể trao đổi với nhau trong buổi chiều này. Cái giờ live stream của tôi là cái giờ nó cứ khá đặc biệt, nó cứ bất thình lình như thế nó mới gọi là cà phê NLP. Bởi vì bất kỳ lúc nào tôi rảnh, bất kỳ ngoại trừ những ngày mà tôi phải huấn luyện từ sáng đến tận tối, thì còn bất kỳ lúc nào rảnh là tôi sẽ lên sóng để chia sẻ bất kỳ những điều gì để giúp các bạn có thể cải thiện được những vấn đề mà các bạn đang gặp phải. Nào xin mời các bạn, chúng ta hãy bàn về mục tiêu, chúng ta hãy bàn về vấn đề bạn khúc mắc trong việc là bạn kinh doanh, bạn mục tiêu của bạn đi. Tôi sẵn sàng trả lời tất cả những điều gì mà các bạn có thể chia sẻ ở đây với tư cách một nhà huấn luyện kinh doanh, một nhà huấn luyện lập trình ngôn ngữ tư duy. Xin mời các bạn. Nào, xin mời các bạn. Đây là cơ hội rất là tuyệt vời để các bạn có thể bày tỏ những vấn đề của các bạn. Nào, và tôi có thể giải đáp một cách thích đáng, giúp các bạn có thể nhìn ra được điều gì đó để các bạn cải thiện, thay đổi, để tạo ra một kết quả bắt đầu khác đi từ năm 2020. Nào xin mời các bạn, những bạn đã từng chăm chút theo dõi video từ đầu buổi đến giờ, các bạn hãy nêu câu hỏi đi. Rồi, chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã cùng tham gia live stream này và chúng ta cùng trao đổi thảo luận những vấn đề mà chúng ta cùng quan tâm. À, đây rồi, bạn Nguyễn Thị Việt Phương, một đồng sự cộng sự của tôi, thì bạn đã ra một cái này gọi là cái một cái gì nhỉ, một trang gì nhỉ, gọi một trang đăng ký đi, một trang đăng ký đấy, nó gọi là chương trình 3 giờ Bitly, khóa học 3 giờ. Hôm nay thì bạn Việt Phương của tôi thì bạn ấy có tư vấn cho tôi một cái cách là bây giờ anh hãy tạo ra cái khóa chia sẻ hay cái khóa huấn luyện chỉ có 3 giờ thôi, giúp mọi người hiểu ra vấn đề là tại sao họ lại như vậy, tại sao mỗi người đã có kết quả như vậy, và làm cách nào, công cụ nào thì để chắc chắn có thể thay đổi được. Và rồi anh sẽ biểu diễn một cái công cụ để cho họ thấy rằng là thực sự đã thay đổi được. Thế mà tôi bảo ô hay, đúng rồi, không mất thời gian là 2 ngày của mọi người nữa, bây giờ tôi có thể rút vào 3 giờ thôi. Đằng nào thì cái chia sẻ của tôi cũng giúp các bạn là gì, các bạn phải hội được cái năng lực của mình, phải học được cái năng lực của mình, và khi có rồi thì các bạn mới có thể thành công được. Nên cho nên các bạn muốn đăng ký vào các chương trình ở Hà Nội 3 giờ cũng được, hay ở Sài Gòn như thế nào nữa thì các bạn đăng ký vào cái đường link đây, ví dụ như là 3 giờ rồi là Bitly khóa học 3 giờ. Các bạn ở Hà Nội muốn đăng ký khóa học 3 giờ, hình như bạn sẽ tư vấn với tôi là hình như tổ chức sẽ vào sáng thứ năm này, sáng thứ năm tại văn phòng của tôi. Văn phòng có sức chứa được khoảng tầm 30-40 học viên. Thì trong 3 giờ đó, khóa học này là free, 3 giờ này là free, miễn phí, và các bạn đến có trà nước, cà phê, và để tôi có thể chia sẻ các bạn cái cách nào để các bạn có thể kiến tạo ra cái mục tiêu chiến lược của bạn, và làm cách nào thì các bạn có thể thành công, bắt đầu biến năm 2020 trở thành một năm bắt đầu thành công, nền tảng thành công của các bạn. Rồi, tôi đã bắt đầu có một câu hỏi rồi đây. Bạn Cát Tường, bạn Thiên Lưu, thôi tuyệt vời. Đầu tiên tôi sẽ trả lời cái câu chuyện là của bạn Nguyễn Trung Tuyến chẳng hạn. Nguyễn Trung Tuyến, chào anh, em thường bị sao nhãng mục tiêu. Đúng rồi thôi, như thế này thôi. Thứ nhất, bạn chưa xác định được mục tiêu của bạn, nó cụ thể, nó quan trọng như thế nào với cuộc đời bạn, cho nên bạn bị sao lãng. Bằng chứng này, nếu bạn có một mục tiêu là từ giờ đến chiều tối bạn sẽ được ai đó trả nợ bạn 100 triệu, vào lúc độ khoảng tầm 5 giờ chiều, và bạn sẽ phải đi một cái quãng đường, bạn phải đi một cái quãng đường là độ khoảng tầm 20 cây số, thì bạn có sao lãng mục tiêu này, cả ngày bạn có quên mất cái điều này không? Bạn không quên được đâu, bởi vì cái điều này nó là quan trọng, đúng không ạ? 100 triệu đối với bạn nó là quan trọng, cho nên bạn sẽ không bao giờ quên nó, và bạn sẽ suốt ngày, cả ngày thôi, bạn sẽ mong ngóng để đến cái giờ đấy để bạn đi lấy tiền, chính xác không nào? Cho nên bạn nói rằng bạn bị sao lãng mục tiêu thì nghĩa là, một là bạn đã không biết mục tiêu này nó là gì, và thứ hai là bạn ra một cái mục tiêu này
nó không quan trọng với bạn, do đó bạn không có động lực để bạn làm, động lực để bạn nhớ. Và thứ ba là bạn đã không biết cách thực hiện mục tiêu này như thế nào, cho nên bạn sao nhãng. Bởi vì cái chớ làm thì bạn lại bị vướng, và vướng thì bạn bắt đầu chán. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Cho nên bạn phải học cái cách xác lập mục tiêu khả thi, rồi bạn phải học để mình có cái năng lực để đáp ứng vào kế hoạch mục tiêu đó, thì bạn sẽ không bị sao lãng nữa. Tại sao bạn lại không sao lãng nữa? Bởi vì là khi bạn đã học, đã tạo ra một cái kế hoạch khả thi rồi, bạn đã có năng lực để tạo ra kết quả đúng mong muốn rồi, thì bạn cứ ra đường là bạn tạo ra kết quả, thì bạn sẽ không bao giờ sao lãng mục tiêu đâu. Bởi vì những cuộc hẹn của bạn, bạn biết là sẽ tạo ra hiệu quả, chứ không bao giờ sao lãng. Đấy là câu trả lời của tôi với bạn. Điều thứ hai, bạn Thiên Lưu, em muốn bán hàng online được nhiều hơn nhưng giờ em chưa có được nhiều đơn hàng. Đúng rồi, không có một khách hàng nào người ta lại kháng cự rằng không mua hàng cả, nếu như người ta đã bắt đầu kết nối đến bạn. Chỉ là khi người ta kết nối đến bạn thì bạn đã không có những cái câu trả lời thỏa mãn thì họ sẽ không mua nữa. Đây là câu trả lời. Thứ hai là bạn bán một cái hàng gì chăng nữa thì bạn đã chăm chút đến cái hình ảnh của bạn chưa? Bởi vì Zig Ziglar, một người bán hàng thành công, một người huấn luyện bán hàng nổi tiếng trên thế giới, ông nói rằng khách hàng mua sản phẩm của bạn không phải vì khách hàng hiểu sản phẩm đâu, mà bởi vì khách hàng mua là bởi vì cái giá trị của bạn. Mua vì giá trị của bạn. Bởi vậy bạn bán một cái hàng nào đó mà khách hàng vào nhìn Facebook của bạn như thế nào, nhìn cái ngôn ngữ của bạn, nghe cái ngôn ngữ giới thiệu của bạn như thế nào, rồi người ta bắt đầu cần quá, người ta tiếp chuyện với bạn như thế nào, thì người ta sẽ biết là bạn là ai và người ta còn muốn tiếp tục kết nối với bạn nữa hay không. Thì các bạn cần phải xem lại vài yếu tố đấy. Và tự chung lại, bạn muốn bán hàng online được nhiều đơn hàng nhưng không có được nhiều đơn hàng là bởi vì bạn đang thiếu các kỹ năng về giao tiếp, kỹ năng thấu hiểu được bản thân mình, kỹ năng thấu hiểu được người khác, kỹ năng đọc vị được ngôn ngữ của người khác, kỹ năng rồi hiểu biết để PR bản thân, kỹ năng xây dựng hình ảnh, kỹ năng tạo ra uy tín. Bạn thiếu rất nhiều thứ, mà thiếu rất nhiều thứ thế này mà bạn không đi học để bồi dưỡng, để cải thiện năng lực cá nhân của mình, thì bạn sẽ còn mất nhiều thời gian, bạn sẽ như là người đi taxi mà không nói là đi đâu vậy. Đấy, đấy là câu nói tôi. Còn bạn muốn hiểu sâu thêm nữa thì lực lượng hỗ trợ của tôi sẽ nói trực tiếp với bạn, chia sẻ điều này. Tiếp tục bạn Cát Tường là mình có nên viết con người mình trở được mong muốn mỗi ngày không thầy? Chính xác là bạn sẽ viết cái con người mình trở nên mong muốn mỗi ngày, bởi vì điều đó giúp cho bạn tập trung vào điều đó. Nhưng mà cái quan trọng là bạn có năng lực để tạo nên điều đó hay không? Bạn có năng lực để tạo nên điều đó hay không? Giống như người ta đang vận động nhau bây giờ là vận dụng sức mạnh tiềm thức ấy. Vận dụng sức mạnh tiềm thức ấy. Cứ ngồi đấy nghĩ nghĩ, cứ ngồi đấy nói, cứ ngồi đấy tuyên bố xong gào khản cả cổ lên ấy. Nhưng nó có xảy ra không? Sẽ không xảy ra được nếu như bạn không có năng lực hành động. Năng lực hành động này là năng lực gì? Đó là năng lực ra ngoài, bạn giao tiếp với người khác. Và khi giao tiếp là người ta thích bạn, người ta tin bạn, người ta muốn lắng nghe bạn, người ta tôn trọng bạn và người ta bắt đầu muốn làm theo bạn. Thế thì cái luật hấp dẫn này nó mới xảy ra. Bạn bắt đầu mới biến được các nguồn lực xung quanh đó hút được vào bạn. Chứ không có năng lực gì mà mình cứ ngồi đấy mình hô, mình gào, mình thét thì không có cái luật hấp dẫn nào nó xảy ra với bạn cả. Bạn có thể đọc tác phẩm Người Nam Châm. Trong đó ông nói đến cái đoạn là gì? Bạn có một xưởng vẽ. Một cái xưởng vẽ, vẽ được ước mơ của bạn. Nhưng mà sau khi bạn vẽ được ước mơ của bạn rồi thì bạn phải ra ngoài bạn lấy chất liệu chứ. Đấy là hành động đấy. Thế thì ra ngoài lấy chất liệu thì bạn phải kiếm được cái chất liệu và bạn đưa về xưởng vẽ của bạn chứ. Bạn đọc kỹ đoạn đó đi thì bạn sẽ hiểu. Đó là câu trả lời của tôi với bạn nhé. Bạn Thu Phương cho em hỏi là một người cụ thể là em chưa bán hàng bao giờ. Vậy để học một kỹ năng để bán bất kỳ một sản phẩm gì, dùng NLP trong việc này như thế nào ạ? Chia sẻ bạn thế này. Khóa học NLP 6 ngày chuyên sâu của tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả các kỹ năng để bạn hiểu rằng bạn là ai, tại sao bạn đã có năng lực như vậy và bạn cần phải cải thiện điều gì. Thứ hai, nó cho bạn cái cách hiểu là người khác ngoài xã hội kia có bao nhiêu nhóm người và tại sao họ lại trở thành con người như vậy. Và nếu họ trở thành những con người như vậy thì trong họ sẽ có suy nghĩ gì, và trong họ thường có cái cách quyết định kiểu gì, và họ hay thường nói ngôn ngữ gì. Và trong khóa học tôi cho bạn tất cả các kỹ thuật, ít nhất là 6 kỹ thuật để bạn đọc vị khách hàng. Đọc vị gì? Đọc vị rằng thái độ khách hàng ngồi trước bạn như vậy thì bạn sẽ hiểu được người ta thích mình hay không. Ngôn ngữ khách hàng nói ra, bạn biết được ẩn ý ở bên dưới nói gì. Mắt khách hàng chuyển động đi đâu, bạn sẽ biết rằng là người ta nói thật hay nói dối, có năng lực hay không nói, năng lực nói thật hay không nói thật. Rồi những ngôn ngữ
âm điệu họ nói như vậy, bạn biết rằng là họ đang ở cái trạng thái cảm xúc gì. Rồi bạn lại được sở hữu những cái ngôn ngữ mà khi bạn nói ra khiến người ta thích bạn, khiến người ta đồng thuận 100%. Ví dụ bạn là người bán hàng, và khi khách hàng thốt ra một lời nào đó, ví dụ họ thốt ra những vài lời từ chối, thì cái khóa học này sẽ cung cấp cho bạn những cái ngôn ngữ để bạn hóa giải những lời từ chối đấy như thế nào, và để khách hàng đồng thuận với bạn 100%. Và như vậy đơn hàng của bạn sẽ bắt đầu tăng vọt, bạn sẽ trở thành người thu hút, hấp dẫn tất cả người xung quanh. Và không chỉ là có thấu hiểu mình, hiểu người khác và có những cái kỹ năng giao tiếp và bán hàng, thương lượng, đàm phán cho sale bậc thầy, bạn còn có học được những kỹ thuật để thiết kế kế hoạch chiến lược cho chính mình, cho người khác, thiết kế cho người khác rồi. Nhưng bạn lại còn học được các kỹ thuật để coaching, tức là kỹ thuật để bạn huấn luyện người khác hoàn thành được cái mục tiêu mà bạn đặt ra cho họ. Đây là cái năng lực rất cần thiết khi bạn là trở thành một lãnh đạo, trở thành một chủ doanh nghiệp, trở thành một giám đốc khu vực, để bạn huấn luyện nhân viên của mình hoàn thành mục tiêu. Chưa hết đâu, khóa học này còn cung cấp cho bạn khoảng gần 10 cái kỹ thuật để bạn trị liệu những vấn đề của con người. Tôi không biết là bạn Triệu, người Nghệ An, bạn ra Hà Nội học 2 ngày khóa chinh phục mục tiêu, thì bạn có ở đây không thì bạn sẽ lên tiếng. Ngày hôm qua tôi đã trị liệu một cái kỹ thuật của NLP cho bạn, và bạn đã hết nói lắp, và bạn đã cho biết nói lắp này đã đi theo bạn 15 năm rồi, và thậm chí bạn còn nói sớm hơn là 30 năm. Và chỉ một cái kỹ thuật trong vòng có 5 phút thôi, một vài người hôm qua cũng đã chứng kiến kỹ thuật này, bạn đã hết ngay lập tức. Và bạn biết rằng cái nói lắp này cứ lắp bắp nói không, và khiến người ta mất ý tưởng. Bạn cũng là một chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thế nhưng mà tôi tin rằng là vì cái lắp bắp này cho nên là cái hiệu quả của bạn sẽ không cao được như mong muốn. Nhưng cho đến ngày hôm qua chỉ 5 phút thôi thì tôi đã giúp bạn bay sạch cái điều đó rồi. Nếu bạn Triệu có mặt ở đây thì bạn có thể lên tiếng chia sẻ điều này, còn bạn ấy viết trên cái status, một lát nữa tôi sẽ bật lên cho các bạn tại video này cho các bạn xem, tại cái phần comment ấy. Trên đường bạn ấy chia sẻ lại rằng gì, trên đường trở về Nghệ An bạn đã khóc như mưa bởi vì phấn khởi quá. Bạn ấy nghĩ là mình như được tái sinh một lần nữa vậy, bởi vì cái thứ mà bạn ấy không hài lòng về mình nhất, thất vọng về mình nhất, thì chỉ trong có 5 phút thôi đã xong rồi. Thì đấy là một trong những kỹ thuật quyền năng vi diệu của NLP mà bạn sẽ học được trong khóa học 6 ngày thôi. Tuyệt vời vô cùng các bạn ạ. Bạn Nguyễn Như Quỳnh, chào anh, em muốn học cách bán hàng online nhưng em chưa có được nhiều đơn hàng. Bạn Nguyễn Như Quỳnh, bán hàng là gì? Bán hàng là giao tiếp. Thế thì làm sao bạn có thể giao tiếp được với người khác? Tức là bạn phải có cái kỹ thuật, bạn phải có cái khả năng để thấu hiểu người khác. Bạn phải có khả năng thấu hiểu người khác. Đó là gì? Cái khả năng là thấu hiểu người khác muốn nghe gì ở bạn, và bạn sẽ phải nói gì với họ để bạn hút đơn hàng. Tôi đã thấy rất nhiều những livestream của các bạn là lên livestream bán hàng. Vậy thì bạn phải có cái năng lực là lên livestream đó mình nói gì. Ví dụ khi bạn bắt đầu lên livestream thì cái nội dung bạn chuẩn bị livestream là gì, nội dung là gì để bạn chia sẻ trên livestream. Thứ hai là đối tượng nghe của bạn là ai, bạn muốn hướng đến đối tượng nào. Đấy là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba, điều gì sẽ ngăn cản họ khi bạn đang bán hàng cho họ, thì điều gì ngăn cản họ mua hàng của bạn, thì để bạn chuẩn bị cái nội dung để bạn có thể truyền thông được cho họ. Điều gì ngăn cản họ, cái điều gì đang ngăn cản họ rút ví ra, họ gật đầu đồng ý. Rồi thứ ba là cái điều gì mà bạn sẽ giải thích để có thể đánh tan được cái cảm xúc hay là cái ngăn cản trong họ để người ta tiếp cận với bạn để mua hàng của bạn. Và sau đó thì bạn bắt đầu mới chọn cái thứ trong cái nội dung của buổi bán hàng online đó cho bạn ra. Rồi khi sau buổi bán hàng online đó thì khách hàng bắt đầu contact, tức là kết nối với bạn để hỏi này hỏi kia, thì bạn phải có một cái bộ quy trình để bạn trả lời một cách hiệu quả, tức là quy trình xử lý từ chối hay là quy trình chốt sale. Thì trong quy trình đó thì bạn phải có những cái ngôn ngữ để trả lời đúng cái thứ mà người ta xuôi tai, người ta muốn nghe. Trong cái đó thì ở ngoài kia có 8 nhóm kiểu người khác nhau, mỗi kiểu người thì người ta muốn nghe bằng một cái thứ ngôn ngữ khác nhau, một cái thứ hình dung giải thích khác nhau. Bạn có hiểu được điều đó không? Nếu bạn hiểu được thì các đơn hàng sẽ trôi tới. Thế để hiểu được điều đó thì bạn phải làm gì? Đi học mới biết được, chứ không thể nào mà tự những cái năng lực của bố mẹ mình
tự cái năng lực của ông bà cô dì chú bác mình, tự cái năng lực của vùng miền của mình mà bây giờ lại trở thành siêu Việt bán hàng thì không có đâu. Như thế thì những nhà huấn luyện bán hàng nổi tiếng trên thế giới họ ế Việt hết. Bạn phải học những khóa học như vậy, những kiến thức như vậy thì mới được. Đặc biệt là bạn học được NLP, khoa học gốc của mọi khoa học, thì bạn sẽ có đủ năng lực để bạn điều khiển được tất cả những chuyện gì trong cuộc đời bạn. Đó nhá, bạn Nguyễn Như Quỳnh. Bạn Dũng, à, em là Dũng sinh năm 99, em vừa học đại học và em bắt đầu làm bất động sản 2 năm và em đặt rất nhiều mục tiêu cho bản thân nhưng không biết cách nào để thực hiện mục tiêu. Rồi bạn Dũng, bạn sẽ xem lại cái video này. Tất cả chúng ta đều đặt ra mục tiêu. Tôi đồng ý là tất cả chúng ta đều đặt ra mục tiêu. Có thể chúng ta sẽ hiểu lẫn lộn giữa gì? Ước mơ và mục tiêu. Ước mơ và mục tiêu. Thế này này, ước mơ là một cái bao trùm trong cuộc đời mình. Mình ước mơ mình trở thành cái thứ đó, ước mơ mình có cái thứ đó. Còn mục tiêu, mục tiêu bạn đặt ra để phân đoạn. Phân đoạn mục tiêu từng đoạn một để bắt đầu bạn đạt được cái ước mơ của đời bạn. Thế thì trong mục tiêu đó nó phải đảm bảo cái tiêu chí là mục tiêu đó phải cụ thể. Mục tiêu đó phải đo lường được. Đo lường nghĩa là gì? Nghĩa là bạn làm theo cái đo thang đo lường đấy. Ví dụ một ngày bạn phải gặp 3 khách hàng và phải chốt được 1 thì đấy là thang đo lường. Thì cuối cùng cuối tháng bạn sẽ tạo ra được một mức doanh thu nào đó. Thì đấy là tiêu chí đo lường. Tiêu chí thứ 3 là khả thi. Khả thi nghĩa là bạn phải có cái năng lực để chốt sale gặp 3 thì chốt được 1 thì đấy là cái khả thi. Tính khả thi, năng lực của bạn để đáp ứng được kế hoạch đó. Thế rồi, để bạn có thể có cái năng lực, để bạn có thể có lòng nhiệt tình, để bạn có thể có ý chí, để bạn có thể có cái sự cam kết để bạn thực hiện ý chí mục tiêu đó, thì nó căn cứ yếu tố thứ 4 trong việc thiết kế mục tiêu là cái mục tiêu đó nó phải thiết thân với bạn, tức là nó phải rất là quan trọng đối với bạn. Vì quan trọng đối với bạn nên bạn mới vượt qua sự trì hoãn, vượt qua cái sự thiếu cam kết, rồi bạn mới có kỷ luật bản thân. Ví dụ cái tính động lực nó mạnh là thế này này. Giả sử rằng là bạn chưa từng tập thể dục và bạn cực kỳ ngại tập thể dục, đúng không nào? Và bây giờ ví dụ như bạn hơi thừa cân và bạn bắt đầu thấy đau nhói trong người, bạn bắt đầu đi khám bác sĩ và bác sĩ nói là nếu bạn không tập thể dục thường xuyên thì cái tỷ lệ béo phì này nó càng ngày gia tăng và chỉ 2 tháng nữa thôi là cái tim hay là cái gan, cái thận mật của bạn sẽ bị đè và như vậy thì bạn sẽ chết chứ không sống được. Vậy thì ngay sáng hôm sau bạn có dậy tập thể dục không? Tôi tin rằng là có ngay lập tức. Thì đấy là cái động lực, một cái thứ nó cực kỳ quan trọng đối với bạn thì buộc bạn không lười biếng được nữa. Thì khi bạn đặt ra mục tiêu thì nó phải quan trọng như thế thì sẽ khiến bạn có cái động lực, có cái ý chí, có cái cam kết để bạn hành động. Đấy, khi đặt mục tiêu nó phải vậy. Thế còn khi đặt ra mục tiêu nhưng bạn thiếu rất nhiều thứ bởi vì bạn không có cái kỹ năng kỹ thuật gì để đo lường cả. Hơn nữa, cái ngành làm về bất động sản nó đòi hỏi là người mua bất động sản là ai? Là người có tiền. Vậy thì cái phong cách của bạn, cái đẳng cấp của bạn như thế nào? Cái ngôn ngữ của bạn thế nào khi tiếp cận với những người có tiền như vậy? Bạn nói làm sao để người ta có thể tin bạn, thích bạn, lắng nghe bạn rồi muốn hành động theo bạn? Thì đấy là một cái quãng mà bạn phải nâng cao cái năng lực bản thân bạn rất nhiều thì bạn mới tiếp cận được họ, thu hút được họ, làm cho họ tin. À, bạn Nhật đặt tiệc mời này, em đang học NLP online nhưng nó cứ mông lung cho em kỹ thuật để em hiểu sâu kiến thức. NLP online để cho bạn biết rằng cuộc sống này nó có những cái điều kỳ diệu như vậy và nó giải quyết được nhiều vấn đề như vậy. Còn sở dĩ nếu bạn chưa hiểu được thì nghĩa là mình chưa đủ dữ liệu để có thể nắm bắt được cái điều đó. Ví dụ những cái người nào đó có rất nhiều kinh nghiệm ở ngành nào đó, họ có thể chia sẻ về một cơ hội nào đó. Tại sao rất nhiều người khác thì có thể thấm được, hiểu được, còn vài người khác thì lại không hiểu được? Là bởi vì cái tầm tư duy của từng người, tầm tư duy từng người thì người ta sẽ lĩnh hội được nhiều hay ít, nhiều hay ít. Vậy thì khi bạn không hiểu điều nào đó, không sao cả, bạn cứ học đi. Bởi vì những cái bối rối trong bạn thì bạn phải đặt câu hỏi. Và khi đặt câu hỏi thì luật hấp dẫn sẽ cho bạn câu trả lời. Và đến khi lượng đủ thì chất trong bạn sẽ nổ bùng, thổi bùng lên. Và lúc đó bạn mới đạt được sự đột phá. Thì bạn bắt đầu xô chuỗi lại toàn bộ những gì bạn học được. Bạn thấy là trời ơi, tuyệt vời đến như thế này. Rồi nhá, tôi tin rằng là khi bạn học hết chương trình online và bạn sẽ trao đổi với một vài người như vậy thôi, và thiếu điều gì nữa bạn hỏi tôi, thì một ngày nào đó bạn qua đây bạn sẽ thấy là thật là vi diệu. Bởi vì rất nhiều học viên đã comment phản hồi như vậy rồi. Bạn hãy cứ học, kiên trì học đi. Nhưng cái học của bạn là thế này: hãy chọn một nơi yên tĩnh, và từng câu chữ tôi chia sẻ với bạn, huấn luyện trong từng module, thì bạn phải nghĩ từ cuộc đời bạn ra thực tiễn, từ những module đó ra thực tiễn, thì bạn bắt đầu mới thấm được và bạn bắt đầu hiểu được. Được chưa?
Đấy nhá. Tôi đang tìm câu hỏi tiếp theo mà chưa có đây ạ. Đang rất chờ đợi để trả lời các bạn đây. Hết rồi. Còn 4 phút nữa thôi. Tôi vẫn tiếp tục trả lời bất kể câu hỏi nào từ các bạn đưa đến đây. Đã hết câu hỏi rồi, mà các bạn tiếp tục đi ạ. Nhân đây thì tôi sẽ chia sẻ một chút về khóa học NLP Practitioner 6 ngày thiết kế tương lai của chính bạn. Khóa học này diễn ra trong 6 ngày và đang chia làm 2 đợt học. Nó cứ luôn luôn diễn ra vào cuối tuần, thứ 6, thứ 7, chủ nhật, thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Và trong khóa học này thì bạn học được điều gì? Có 4 khu vực học. Một, khu vực bạn hiểu mình, hiểu người, hiểu tất cả mọi người, hiểu được bạn sâu sắc tại sao. Bạn hiểu được bố mẹ, anh chị em, tất cả những người xung quanh tại sao. Và khi hiểu được như thế rồi thì bạn bắt đầu thông cảm với họ và bạn không còn phán xét họ nữa. Họ không còn tức bực, bạn không còn tức bực với họ nữa. Bởi vì bạn đã hiểu được rồi. Bạn bắt đầu là thấy gì? Buông tất cả những gì mà bạn bức xúc với họ, không hài lòng với họ, thất vọng với họ rồi. Bởi vì bạn biết được chính bạn. Bạn bỗng hiểu ra là bạn cũng thất vọng với chính mình luôn. Và mình có những đòi hỏi cực kỳ vô lý luôn. Đấy là cái module, cái khu vực đầu tiên là hiểu mình, hiểu người. Bạn hiểu cả khách hàng, hiểu cả đối tác, hiểu tất cả những người xung quanh của bạn. Để bạn biết cách ứng xử. Thứ hai, khi bạn hiểu được người ta sinh ra như vậy, làm sao như vậy rồi, thì bạn bắt đầu được trao các công cụ để giao tiếp. Trao các cái công cụ giao tiếp, trao các công cụ đọc vị người khác. Để bạn chính xác trở thành bậc thầy trong việc giao tiếp. Thu hút tất cả mọi thứ xung quanh. Đấy là khu vực thứ hai. Khu vực thứ ba là khu vực huấn luyện thiết kế kế hoạch chiến lược. Như tôi nói vừa phần trên, bạn thiết kế từ 3 năm, 1 năm, rồi từng giây phút một bạn làm gì để đạt được chính xác cái gì mà bạn đặt ra. Và khu vực nữa là khu vực các cái kỹ thuật coaching, huấn luyện trị liệu. Bạn sở hữu được cái đó rồi thì bạn bắt đầu đi hút tất cả xung quanh, bởi vì bạn bắt đầu đi giúp người khác giải quyết được vấn đề của họ, sạch bách vấn đề. Và Jim Ziegler ông vẫn nói rằng bạn càng có năng lực giúp được người khác giải quyết được vấn đề của họ, bạn càng giàu. Bạn càng giàu. Bạn hãy luôn luôn lưu ý cái điều đó cho tôi. Đây là những nguyên lý cuộc sống. Tôi vẫn luôn luôn huấn luyện học viên tôi rằng là các bạn có thấy là cuộc sống này nó có hai mặt không? Giữa đen và trắng, đêm và ngày, cong và thẳng, rét và lạnh, nóng và lạnh không? Cuộc sống này có hai mặt, giống như là có gì? Giống cái giống đực, con trai con gái, con người như vậy, đàn ông đàn bà. Luôn luôn phải có hai mặt, âm và dương. Vậy thì cuộc sống này cũng vậy. Nếu như bên này cuộc sống là đầy rẫy khó khăn, nào thì kinh doanh, nào thì mối quan hệ, nào thì muốn người khác thay đổi, nào thì tất cả vấn đề. Thế thì ở bên này thì người thành công, những người đã từng vượt qua cái điều đó một cách dễ dàng rồi, thành công rồi, thì họ lại chỉ cho chúng ta cái cách để chúng ta có thể vượt qua. Cách để chúng ta có thể dễ dàng vượt qua. Ví dụ như trong xây dựng doanh nghiệp vô địch, xây dựng đội ngũ bán hàng vô địch, ví dụ xây dựng đội ngũ xuất sắc hay cam kết gì đó. Thế thì Jim Rohn ông ấy nói rằng gì? Để thu hút những người thông minh, bạn phải là người thông minh. Để thu hút những người trung thành, bạn phải là người trung thành. Để thu hút những người cam kết, bạn phải là người cam kết. Để thu hút những người có năng lượng, bạn phải là người có năng lượng. Đúng lại, để thu hút những người hoàn hảo thì bạn phải là người hoàn hảo. Đấy là luật hấp dẫn. Thì khi mà xung quanh bạn là dập những người kỷ luật, rồi cam kết, rồi ý chí, rồi thông minh, thế thì những người đó có rời bỏ đội ngũ không? Những người đó có cục bộ ích kỷ vì lợi ích của mình không? Hay là họ sẽ đoàn kết với nhau, thương yêu nhau để vào tiếng? Thì đấy là một cái bí quyết để xây dựng doanh nghiệp, xây dựng hệ thống của mình. Điều thứ hai, trong bán hàng, Jim Ziegler nói rằng khách hàng mua hàng không phải vì họ hiểu sản phẩm, mà bởi vì họ hiểu về giá trị của bạn, họ tin vào cái giá trị của bạn. Giá trị của bạn như vậy thì họ sẽ mua sản phẩm nhờ vào, bởi vì họ coi rằng là bạn chính là cái phễu lọc giá trị của sản phẩm đấy rồi. Đấy, trong xây dựng đội ngũ, trong bán hàng, rồi trong mong muốn là thay đổi người khác, thì người ta cũng nói rằng gì? Muốn thay đổi người khác, trước hết bạn phải thay đổi chính mình, thì người khác sẽ tự thay đổi ngay lập tức. Hay là trong cuốn sách của một tác giả nào đó đã viết rằng, tôi không nhớ tên cụ thể, thì ông nói rằng gì? Đời thay đổi khi ta thay đổi, tức là bản thân mình thay đổi đi thì mọi thứ xung quanh nó sẽ thay đổi ngay lập tức. Và Tony Robbins ông nói rằng gì về mục tiêu trong cái buổi hôm nay? Ông nói rằng gì? Nếu bạn không biết mục tiêu bạn là gì thì làm sao bạn lấy được? Nó giống như việc là bạn ngồi ở nhà ngày hôm nay, bây giờ trời bắt đầu hết một ngày rồi, ngày mai bạn phải có một mục tiêu là bạn ra ngoài gặp ai trước thì bạn mới ra. Thế còn ngày mai mà bạn chưa xác định là gặp ai mà bạn cũng cứ lao ra ngoài thì bạn có gặp được ai không? Bạn sẽ không bao giờ gặp được ai. Nó là một cái mục tiêu. Bạn phải có mục tiêu thì bạn mới bắt đầu là đạt được nó.
Bạn Hậu Nguyễn, thầy ơi, thầy cho em những lời khuyên với một người có cửa hàng hoa quả sạch mới mở, chưa có nhiều khách hàng quen, chưa có nhiều vốn và nợ nần tiền hàng. Câu hỏi của bạn Hậu Nguyễn này nó cũng là câu hỏi của rất nhiều người đang buôn bán hàng hiện nay. Chúng ta không có kỹ năng bên trong mà chúng ta cứ muốn ra ngoài, lao ra ngoài kinh doanh, do đó chuyện mất tiền là chuyện đương nhiên. Và đây là bài học mà chúng ta cần phải hứng chịu để chúng ta rút kinh nghiệm. Cho nên vẫn người thành công nói, người ta nói là gì? Bạn phải phát triển bản thân trước khi bạn đi phát triển kinh doanh. Phải phát triển bản thân trước khi phát triển kinh doanh. Bởi vì nếu bạn không phát triển bản thân, tức là phát triển các kỹ năng là hiểu mình, hiểu người, rồi hiểu kế hoạch kinh doanh, hiểu tiền hàng, hiểu giao tiếp, hiểu bán hàng, hiểu mọi thứ, mà lại bạn cứ mang tiền ra để kinh doanh, thế thì làm sao mà có thể thắng được? Làm sao bạn có thể quản lý tiền được? Làm sao bạn có thể biết chào hàng rồi buôn bán hàng cho người khác có thể tin mình được? Làm sao bạn có thể biết giải thích cho người ta là cái này có giá trị như thế nào được? Thế thì tôi hay nói rằng là cuộc sống này thì nó quá ư đơn giản. Nếu chúng ta biết hiểu, nếu chúng ta có một cái chữ thôi là hiểu. Hiểu gì vậy? Hiểu năng lực mình ở đâu? Hiểu mọi người ở ngoài kia như thế nào? Hiểu như thế nào? Để chúng ta có thể có cái cách ứng xử một cách hài hòa. Đấy, có một chữ hiểu thôi. Rồi hiểu gì nữa? Hiểu quy luật vận động của cuộc sống, quy luật vận động của vũ trụ. Có mỗi một chữ hiểu như vậy, người ta nói rằng, như tôi vừa nói, người thành công người ta nói hết các quy luật để cho mình rồi. Quy luật xây dựng hệ thống, quy luật bán hàng, quy luật mục tiêu. Ta phải vận dụng những quy luật đấy chứ. Rồi quy luật gì nữa? Phát triển bản thân trước khi phát triển kinh doanh. Tại sao nhiều người mất tiền vậy? Bởi vì chưa phát triển bản thân, chưa phát triển các kỹ năng kinh doanh, đã ra ngoài phát triển kỹ năng kinh doanh, đã phát triển kinh doanh rồi, cho nên mất tiền là chuyện đương nhiên. Và tôi là một điển hình trong chuyện đó trong mấy chục năm qua, cho đến khi bắt đầu tìm được NLP và định vị được mình. Và cuối cùng tôi mới chia sẻ các bạn rằng nó quá đơn giản. Tại sao con người ta cứ bị stress, bị thất bại, bị cảm thấy thất vọng với cuộc đời này vậy? Là bởi vì cứ tự mình tạo ra, nghĩ ra những cái bi kịch thất bại, để sau đó rồi lại trần mình ra đi giải quyết những cái thứ đó, rồi luôn miệng kêu là tại sao lại khó khăn thế này. Có phải là, ví dụ như với bạn Hậu Nguyễn, có phải là tự bạn nghĩ ra là sẽ mở cửa hàng hoa quả này không? Có phải là tự bạn nghĩ ra đi vay tiền để bắt đầu nhập hoa quả này không? Có phải là phải bạn tự nghĩ rằng là bán hoa quả thì hay đấy, bây giờ nhiều người quan tâm đến sức khỏe của mình thì bán hoa quả sạch thì rất nhiều người mua không? Có phải là bạn tự nghĩ ra điều này không, hay là ai ép bạn vậy? Thế rồi bạn mở ra và bây giờ thấy không bán được hàng, và bạn cảm thấy bắt đầu bức bối, bạn cảm thấy lo sợ, bạn cảm thấy loay hoay bí bách, bạn muốn giải tán cái này ra để bạn làm cái khác. Thế thì có phải là gì? Tự ta đã tự tạo ra những cái bi kịch để bây giờ ta đang phải chịu hậu quả của nó, đi giải quyết nó, và ta lại luôn miệng nói là sao cuộc sống này khó khăn vậy, đúng không bạn? Nhiều người đang như vậy. Cho nên cái cách tốt nhất để sửa sai, cách tốt nhất để chấm dứt thất bại là phải đi học để ta vận hành được ba cái bước mà tôi chia sẻ các bạn. Đó là gì? Biết mình muốn gì, biết mình muốn kết quả gì. Thứ hai, có một cái kế hoạch rõ ràng, tức là biết mình có kỹ năng để thiết kế ra một cái kế hoạch khả thi như vậy, một cái kế hoạch rõ ràng như vậy. Và bước thứ ba, cứ thế mà hành động. Thế thì trong cái bước thiết kế kế hoạch thì nó có một điều lưu ý các bạn rằng gì? Bạn phải có công cụ để đo lường cái kế hoạch đó nó đảm bảo tính khả thi. Nó có rất nhiều công cụ để bạn đo. Khi bạn đáp ứng tiêu chí thì việc đấy nó xảy ra đương nhiên. Thế rồi khi hành động thì nó yêu cầu một điều nữa, bạn phải có năng lực để đáp ứng điều đó. Ví dụ, cái việc bạn chọn nó đòi hỏi phải kỹ năng giao tiếp, thì bạn phải có kỹ năng giao tiếp khi bạn hành động. Chứ bạn vẽ ra mục tiêu nhưng sau đó bạn không có kỹ năng giao tiếp để đáp ứng nó, thì mục tiêu dù bạn có rõ ràng bao nhiêu bạn cũng không thành công được. Bởi vì năng lực của bạn không đáp ứng. Năng lực không đáp ứng thì không thể nào đến được, đạt được mục tiêu cả. Ví dụ mục tiêu của bạn là đi bộ từ đây vào thành phố Hồ Chí Minh để thử thách bản thân. Thế nhưng bạn chưa từng quen đi bộ bao giờ cả, và bạn cứ nghĩ là đi bộ để thử thách bản thân. Nhưng đi được khoảng tầm 200-300 cây số thì chân bạn sưng vù lên, bắt đầu da ở dưới bàn chân bắt đầu toét ra. Thế là bạn phải dừng lại ở chỗ đó. Tức là nó không phù hợp với tất cả những gì bạn ạ. Chứ còn nếu bạn là cái người mà thường chạy bộ, thường đi bộ, cứ tập dần, bạn đã có năng lực rồi thì nó chẳng thành vấn đề gì cả. Đấy là vấn đề nhá.
À đúng rồi, cảm ơn bạn Nguyễn Thanh, anh Nguyễn đây. Bạn này đang học khóa online, chào mừng bạn, đã hiểu rất nhiều vấn đề. Bạn nào đang học chưa hiểu được thì mình có thể trao đổi thêm, tuyệt vời, cảm ơn bạn rất nhiều. Đó, chúng ta sẽ là những người mà trao đổi được với nhau, giúp nhau, thật tuyệt vời, cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn Nguyễn Thanh. Rồi, bạn Minh Đức, rồi, tuyệt vời. Tuyệt vời, đúng rồi. Cái gì chúng ta không biết thì chúng ta phải học đi mới biết được. Giống như lớp 1, lớp 2, rồi cấp 1, cấp 2 ta đi học một cách rất là chăm chỉ để chúng ta biết cộng trừ nhân chia, để chúng ta có thể hiểu về khoa học, toán, rồi lý, rồi văn học, rồi đạo đức, rồi lịch sử. Nhưng cho đến khi ta học hết đại học rồi thì ta lại bắt đầu dừng sự nghiệp học tập lại. Dừng sự nghiệp học tập lại, dừng sự nghiệp phát triển bản thân lại. Thế thì cái mà chúng ta học được ở phổ thông và cái chúng ta học được ở đại học, nó chỉ cho phép chúng ta chỉ ra làm công ăn lương thôi. Còn cái thứ mà ta học tiếp theo đây, tức là kỹ năng phát triển bản thân, kỹ năng chốt sale, kỹ năng đàm phán, kỹ năng thiết kế kế hoạch chiến lược, kỹ năng bắt đầu là quản trị nhân sự, kỹ năng quản lý tài chính, đấy mới là cái kỹ năng để chúng ta bắt đầu kiến tạo một sự nghiệp mới, một nền tảng mới chứ. Đó. Được rồi, bạn Tống Hồng Loan, tôi vừa chia sẻ với anh em, chị em chúng ta trong này rồi. Để xây dựng một hệ thống vô địch thì Jim Rohn nói rằng gì? Muốn thu hút những người thông minh, bạn phải là người thông minh. Muốn thu hút những người giỏi, bạn phải là người giỏi. Muốn thu hút những người cam kết, bạn phải là người cam kết. Muốn thu hút những người có kỷ luật bản thân, bạn phải người có kỷ luật bản thân. Thế thì bạn trở thành bậc thầy trong tất cả những cái yêu cầu đó đi, thì bạn bắt đầu thu hút được những cái người giống bạn, thì bạn bắt đầu tuyển được họ, rồi bạn có cái năng lực huấn luyện bạn. Tại sao bạn đã không tuyển dụng được người vào? Bởi vì khi ngồi với lại người bạn muốn tuyển dụng, bạn đã không giải thích được cái cơ hội đấy làm thế nào để họ có thể nắm bắt, triển khai thành công cơ hội đấy để tạo thành thu nhập, để cải thiện cuộc sống của họ. Bạn không thể nào giải thích được điều đó. Thế thì người ta sẽ không đồng ý đi với bạn, tức là người ta đã không tin, không thích nghe. Bởi vì chỉ đơn giản là dù cơ hội bạn rất tốt, rất hay nhưng bạn không biết cách trình bày thì cũng khiến người ta không đồng ý được. Thứ hai, nhiều người đồng ý đi theo bạn rồi nhưng bạn lại bắt đầu không có cái kỹ năng để huấn luyện họ bán được hàng, không kỹ năng huấn luyện họ tuyển dụng được người khác để vào sự nghiệp đó, và họ không tạo ra thu nhập thay đổi thì họ cũng chán, họ phải tìm cái ngành khác. Vậy thì hãy bắt đầu từ bạn. Bạn bắt đầu phải nâng cao cái năng lực cá nhân mình lên để hút người. Hút rồi thì bạn phải có cái năng lực để huấn luyện họ, tạo ra cái doanh số, tạo ra cái đơn hàng, tạo ra cái việc là phát triển đội ngũ, thì tất cả bạn sẽ thành công. Và không có gì khác cả, bạn phải học NLP. Tôi cam kết với bạn, bạn có đầy đủ năng lực đó, kỹ năng đó, tôi cam kết với bạn. Còn nếu bạn không có cái kỹ năng đó được, trong 6 ngày học của tôi bạn được free học phí, mà bạn được free 100% miễn phí. Tôi luôn luôn cam kết trong bất kỳ một video nào thì tôi nói rằng là bất kỳ học viên nào của tôi học trong 6 ngày mà bạn không có tất cả các kỹ năng để kiến tạo ra cuộc đời bạn bật đột phá gấp 10 lần so với năm trước, bạn được free học phí. Đấy là lời cam kết của nhà huấn luyện. Bạn Nguyên Thảo, lớp chinh phục mục tiêu trong Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi sẽ co về có một ngày thôi, học có một ngày thôi, vào thứ hai thứ ba gì đấy trong tuần, hai ba trong tuần. Thế còn thì tại Hà Nội thì tôi sẽ co lớp này về có 3 tiếng thôi. Mục đích là giải thích cho các bạn là tại sao. Khi các bạn biết được tại sao rồi thì các bạn sẽ hành động. Còn chừng nào các bạn còn chưa hiểu là tại sao thì các bạn sẽ chưa có cái động lực để hành động, còn băn khoăn. Nhưng các bạn khi đã hiểu được lý do thì các bạn sẽ hành động. Thì mục đích của tôi là 3 giờ chia sẻ các bạn để các bạn hiểu tại sao lại như vậy, và công cụ nào để thay đổi, và thay đổi là chắc chắn là tạo ra thành công. Được nhá. Ok, bây giờ là 1 tiếng 10 phút rồi. Livestream cũng khá dài rồi và tôi xin phép thì dừng ở đây.